Dạ con xin mến chào ông bà cô chú và các anh chị đang xem kênh Nhỏ Miền Tây. Chào cả nhà, buổi sáng vui vẻ. Hôm nay cho con anh em tiếp tục đi săn bắt cả nhà ơi. Những con gì bắt được mình bắt mà cả nhà cùng đi. Dạ xin mời ông bà cô chú và các anh chị cùng theo dõi hôm nay mấy cho con mấy cậu cháu bắt thằng quả như thế nào nha. Hôm nay là đi địa điểm mới luôn cả nhà. Mà thường là đi địa điểm mới thì nó trúng lắm. Thấy chỗ này nước cạn nè cả nhà. Anh hai dặm thử mới giấu coi có không. Có thì mình dặm nhiều, còn không có thì mình vào chỗ khác. Hả? Dạ được rồi chú ơi. Lấy. Cháu ăn đi. Hả, dạ được rồi chú ơi. Nè đi vô. Trời cười hoài. Vô lại lộ lộ. Cảm ơn. Lúc này có ông chồng hay vậy chú? Trời à, dặm dấu phía trước rồi nha. Này cái chú kia dễ dớn á cả nhà. Có trò, còn cá lóc, con lươn, dưa một cái mướp nữa. Chú đó dễ thương hết trời luôn. Cách chơi cái nha. Một hang, hai con. Con chơi ngon quá nè cả nhà. Lại chơi tử nè. Cá này nó không dính cá. Ông ngoài đầu mà có cái ổi ngon ghê nè cả nhà. Quá chừng trái luôn, trái già già không nhóc trơn. Thấy cha hợp lâu rồi đó, chắc chín cá rồi đó. Yeah. Ừ, quá trời.
Hôm nay là chỗ này nước cũng đầy nữa nha. Con này vô là nặng túi đó. Hay là kiếm được bị không đó nha. Thành ký. Số trời đã định rồi. Lo mà lên lụm cá với tiền kìa. Trời em giấu chú đẳng rồi kìa nha. Trời ơi. Bự bự không? Nước sạch hay gì vậy cậu ơi? Trắng tươi. Anh Hai với cha cụ Tư có dặm giấu trong hồ sen nữa nè. Một giấu hai con. Cũng gần hết giấu rồi nó cái này. Cái đó là cùng rồi. Mấy cha con với mấy cậu cháu nghỉ săn bắt rồi cả nhà, bắt được mớ cá. Cô Tư kiếm được mớ củi nè, xíu để quay hình quả cho cả nhà xem. Hôm nay thì nha con mấy cậu cháu nó ở ngoài đồng á, nên là lấy củi xíu mình vô mình nấu cơm. Thành quả của hôm nay cả nhà ơi. Lau kiến, cá chê. Hôm nay bắt được mớ cá chơi nè cả nhà. Cá rô. Con lươn với con cá lóc này là sáng của chú kia dở dớn cho mấy chị em. Nãy giờ mấy chị em cũng làm cá xong nè, cái phần cá này bữa nay sẽ nấu canh với dưa leo. Nãy giờ nước cha bắt cũng sôi nè, em cho cá vô luôn.
cá chê, cá lóc, cá rô. Hôm nay sẽ nấu canh với trái dưa leo. Ok, thì ta chờ xếp rồi nấu cơm đây. Mấy chim bằng cá cha nấu cơm cũng chín này cả nhà. Ngon quá ha. Dạ. Rồi cái phần cá chê này bữa nay sẽ kho tiêu. Bây giờ em sẽ ướp cho nước màu. Hôm nay có cá nướng thôi chị, nên mình khó ít thôi, ăn không hết. Đúng rồi đi. Nên bắt bàn cái chè nướng chung với cái phần cá đậu kiến nha nè. Phần cà chê xăng rồi, chả cho nước mắm vô coi. Cho phần đất lạnh vô cho nó kho lâu nó mềm cá. Sáng cái chú kia có cho trái mướp nữa cả nhà. Xíu mình cho trái mướp vô luôn, cho dưa leo vô trước, tại dưa leo nó lâu chín. Anh Hải phía bên đây nướng cá nè cả nhà. Nướng cá chê với đậu kiến. Mốt nâu đây nha. Cần quay mốt cũng ngàn chín đây nè cả nhà. Mình nghĩ chảo cá kho tiêu này là thiết thèm. Mình kho cho nó sệt nước xuống luôn, cho nó khô luôn, cho nó ngon. Đây là cái món canh cá với nấu với leo. Nấu nấu hoàn thành rồi nha. Quá hấp dẫn luôn. Cá cũng chín nè. Khô nước mình cho phần hành vô. Ok, tiếp lên. Thêm hai con tôm. Nhất là tiêu, cá kho tiêu cha nấu cũng hoàn thành nè cả nhà. Ui, nhìn rất là hấp dẫn luôn, như bà đẻ luôn á. Cá bên đây nướng cũng hoàn chín nè cả nhà, rất là thơm luôn. Quá thơm luôn á cậu. Đầu tư lựa sao hay vậy, đúng 5 người 5 con luôn mấy chịu à.
đúng 5 người 5 con cái lau kiến luôn á, không hơn không kém, đúng 5 người 5 con luôn. Thế là nãy giờ mấy cha con mấy cô cháu nấu cũng hoàn thành nữa nha. Con xin mời cha, xin mời cậu, xin mời cả nhà dùng cơm luôn. Trước khi cha con ăn cơm ngoài đồng, giấy đất đai phước mặt phước mài, về ăn uống. Giờ này cũng đói bụng rồi, mà cả nhà ăn cơm. Với canh cá lóc dưa leo, cá chì nướng, cá khô tiêu, chê khô tiêu. Mời cả nhà. Cá khô khô. Mời cả nhà. Này cậu muốn đâu cậu ơi. Rồi xin mời cả nhà nha. Có con. Quá. Quá trời đã. Dạ mời cả nhà nha. Gây mẹ mập á. Cánh đồng đang đổ đành chỗ nó rác. Tiên ăn cá chê được hay với cá lau kiến không được không ta? Lau kiến nha Tiên. Nè cưng. Được mà. Anh nên làm cá chê. Quá chèn cá chê này nó ngon rồi. Ôi ui thích. Mời cả nhà cá chê nướng nha. Hơi bị thơm nha cậu. Nướng nhìn cái hơi cũng thèm. Tới không kìa? Tới tới. Cái mướp vô ngọt quá. Sao Út cho biết cảm nhận là hết từ lâu mới ăn anh. Ngon quá trời luôn. Cái kiến lâu. Nướng thơm. Đúng rồi. Mình lâu lắm mình mới nướng là cái kiến ăn hay chứ. Như con còn ướt chuột phải không? Dạ. Yeah. Út nói thèm chuột rồi đó cha, tại lâu rồi, cũng lâu rồi. Thèm gì không thèm, mới thèm chuột. Cúp nhúm nhà nhóc. Ba bảy. Bắt con chán cậu rồi. Mình cúp nhúm nhà đó, đem ra vườn dừa của ba ông Tư đó lẫm. Để nó cháy quá nó dính thịt chứ. Giờ ai con giờ con chồng ai ăn hết cái thịt cá kho đi. Đưa chảo con. Dùng chảo. Này kho cái cá kho này quá. Đây cái kho là cha kho. Chút thấp rồi. Kho cha ăn hết được. Ngọt đường á. Thank you.
cậu ha. Mình kẹt chẳng đã ha. Nước lớn hay nước gồng gì cái đó kiếm cá lâu kiến cũng được chứ. Hang gì mà đen hang ở dưới chứ. Thì đó nó thông thẳng ra đó, kinh bự nữa thì nó cá lâu kiến vô đó là thứ gì chịu cho nổi. Giác đầu mình tính không ăn cá lâu kiến. Còn thả nữa. Ừ. Thả cá bự không á cậu. Chơi chợ nào bắt cá nhỏ cậu. Mình đang mình bắt cái đầu là nhiều lắm. Được hết không mương bảo đảm cái bao lưới đừng không hết. Mớt nè cậu. Tiếc cái đường này không có xả cậu. Đâu mà không có thả. Coi cái nè. Không biết mấy con cá nhỏ không phải nướng. Không đủ bán. Nó sẽ gọn á. Tôi nói trời ơi trời phải bà về miền Tây tôi. Tôi bắt tôi cho mấy bạn mà sức ra ăn. Bà để xả trong ruột ha. Họ nướng chịu không nổi, nằm coi mà chảy nước miếng, chịu không nổi. Nhầm luồng về không có. Rồi. Nhầm luồng lâu kiến đâu hả? Có mấy cái hầm mình đó, mấy cái đường mương của mình bảo mình mò cái bao á. Cái kiến này nó không phải nói. Ở kiếm đâu xa, qua bên kinh nhỏ cầm cái chài. Cậu quăng một cái đây ha. Con cho cậu bắt. Nướng bự. Ngày đầu tiên mấy anh em đi qua bên kinh nhỏ mà chạy á. Cá lâu kiến không? Bắt nó thích ăn ngon quá, bắt nhiều quá ăn ngon quá, ăn ngán luôn. Nhiều quá ăn ngán hả? Làm mấy cái thiếu 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 gì đó mà ăn cái mai thành nữa. Mai mà ăn nhiều là hết ngon. Mai ăn nhiều hết ngon. Mai ăn nhiều gặp nó nữa hả? Gặp nó là kêu nó nữa hả? Nữa liền á. Xin phép cả nhà khép video lại ở đây. Hẹn cả nhà những video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.